Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý chủ trương tổ chức các cuộc thi, hội diễn do Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện. Năm 2024, Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện 6 hội thi, hội diễn như hội thi tuyên truyền lưu động, hát múa dân tộc, hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh, tiếng hát người khuyết tật tỉnh. Các hội thi, hội diễn cấp tỉnh là hoạt động nòng cốt của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.